Sa Pan. Trên đây thì các bạn có thể nhìn thấy là khung cảnh là nhân viên của Hồng Sa Pan đang trên đường đi ra. Bình thường nó sẽ là ra một chiếc ghế massage nội địa Nhật, nhưng mà ngày hôm nay thì nhân viên của Ngọc Sa Pan đã đi giao một chiếc máy chạy bộ cho anh Hồng Phúc ở Long An. Thì chiếc máy chạy bộ này thì các bạn có thể nhìn thấy là riêng cái phần chạy của nó thôi đã nhìn trông nó rất là đồ sộ và rất là chắc chắn rồi. Và trên đây nhân viên của Ngọc Sa Pan đang mở chiếc máy chạy bộ đây ra để ráp lại thành một chiếc máy chạy bộ hoàn chỉnh để cho anh Hồng Phúc chạy thử. Thì sau khi ráp xong thì chiếc máy chạy bộ này đã đưa vào hoạt động, và trên đây thì nhân viên của Ngọc Sa Pan đang hướng dẫn anh Hồng Phúc sử dụng chiếc máy chạy bộ này. Chiếc máy chạy bộ này về cơ bản thì các chức năng thì nó sẽ rất là dễ sử dụng thôi. Nó sẽ đo được các km trên giờ chạy này, nó sẽ được hẹn giờ bật cũng như là hẹn giờ tắt, và ngoài đo được các thông số trên thì nó còn đo được các lượng tiêu thụ calo để những người mà có nhu cầu giảm cân hoặc là tăng cân thì có thể sử dụng chiếc máy chạy bộ này để đo được cái lượng calo tiêu thụ cũng như là lượng calo lạp vào chạy bộ giữ để eo sao cho mình đạt được những cái vóc dáng tốt nhất có thể cũng như là đạt được những sức khỏe tốt nhất. Và sau khi anh chạy thử một vài bước thì anh có xuống để nghe nhân viên của Ngọc Sa Pan hướng dẫn cũng như là tư vấn kỹ hơn, để cho khi không có nhân viên của Ngọc Sa Pan ở đây thì anh có thể sử dụng chiếc máy chạy bộ này một cách thuần thục nhất. Thì các bạn có thể thấy là thông qua cái nụ cười cũng như là nụ cười của anh thì có thể thấy là anh cảm thấy rất là hài lòng về một cái sản phẩm máy chạy bộ trông nó rất là chắc chắn như thế này. Ngọc Sa Pan xin cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm tại cửa hàng của Ngọc Sa Pan. Ngọc Sa Pan xin kính chúc anh và gia đình có thật nhiều sức khỏe. Kéo qua đây đại đi, kéo qua ngoài đại đi, chắc mốt vậy.